Cảm ơn chị và các bạn đến với kênh của Hiền Trần TC. Đây, trước mắt các bác em mới nhận được cái hàng đơn hàng này em đặt trên Lazada cách đây cả tháng này, do nó tắc biên hôm nay mới về. Thì em mới quay cho các bác xem. Đây đơn hàng này nó là máy đo USB loại C đa năng kiểm tra đồng hồ vạn năng kỹ thuật số. Nó có giá là 253 ngàn cả tiền ship ở đây cả. Cái này em được mã giảm giá, giá gốc của nó là 274 nghìn nhưng được mã giảm giá thì phí trừ phí ship thì nên là nó còn lại 253 ngàn. Đây, em sẽ cùng tháo ra test cho các bác xem là cái này nó sử dụng sao. Đó. Đây, sản phẩm đây các bác. Đó. Đựng trong cái bịch. Bỏ tiếp đây. Cái này là để test dòng sạc rồi các đoa các cục sạc chứ tem cái này là để đầu đầu tai si à đầu micro đây. Đây thêm thông số nữa này. Đó, đo được từ 3,6 cho đến 32V, dòng từ 0 cho đến 5,1A. Đó, pia quan tra cái thứ này, thông số này. Rồi. Dòng in là in vào này, út ra này. Trong đây là in đầu C này, ra C này. Đây là cổng micro này, cổng này để test những cái chân sạc này. Đó. Rồi. Cắm mà cho các bác xem. Thay vì các bác phải cắm cái cục đây như em có cái cục này thì cắm vào sạc á thì mình sẽ báo được cái dòng sạc của cái điện thoại của mình là sạc như thế nào. Đó, ví dụ như đây em có cái điện thoại này. Okay. Cắm vào cái chân này. Cắm chân sạc này. Đó, nó đang báo là dòng sạc là 5 5,2V, dòng 1A. Đó, nếu mà sạc đấy khi nó lên sạc nhanh nữa là 9,1V dòng 2A. Đó, thì bây giờ để nhưng mà mình chỉ biết được cái dòng sạc vậy thôi chứ mình không có biết là cái dung lượng pin như ở trong cái này như thế nào. Thì phải test qua cái này, em sẽ cắm cái này test cho các bác xem này. Đó. Đây. Tâm đây lên ngược. À, lên chữ. Welcome, xin chào. Lên số 7 màu luôn nha. 5V này, đèn sáng quá khó nhìn thôi. Đó, 5 5,2V. Này chưa có sạc này. Đã cắm cái dây sạc này rồi. Cắm dây sạc rồi. Đó, điện thoại đã sạc này. Vẫn là 5,1V, nó chưa chưa bật sang tính năng sạc nhanh này. Đó, lên sạc nhanh rồi. 9V 1,6A. À, bắt đầu đây nó đếm này. Đây cái bên ngoài thì tại do là máy quay hơi không được nét lấy nét cho rõ đấy, nhìn bên ngoài thì rõ nhìn lắm, số 7 màu. Dòng đây là dòng này là dòng miliampe này, dòng này là watt trên giờ này, đây là watt này, này là sạc đang sạc cái dòng 15,2W này, đây có cái nút này bấm. Đó, đây là bấm này, chuyển từng chế độ một này, 92V dòng 16A. Nó 15,3W 0,0017W lên chi tiết rồi. Thời gian sạc này. Đó, còn đây là dung lượng này, à, cái này là ôm 0.83 ôm này. Rồi bắt đầu từ nãy giờ nó cắm nó sạc được là 0,25 mAh rồi. Đó, hết tình. Đấy, lại còn thêm chế độ nữa, cái này em sẽ tình nghiên cứu theo để chia sẻ với các bác sau, rất là nhiều cái chức năng. Cái đặt chỉnh này, chỉnh này, reset này, auto tắt à. Qua đây rồi, mình sang tiếng Trung Quốc này, này là tiếng để tiếng Anh này, này để như này dễ nhìn này, này dễ nhìn nhất này là nó lên báo vôn, báo dòng, báo watt, à, báo dung lượng, báo watt trên giờ. Đấy, còn nếu mà thêm này nữa là chi tiết là nó lên được cái giờ. Đó được 2 phút rồi này.
đó, 2 phút rồi, 2 phút mà sạc được 0,45 mAh. Đó, đây là bên mình kiểm tra bên cổng USB. Đó, nó sẽ biết được cái chân sạc. Đấy, đây các bác có cái bộ sạc như này thì các bác biết được này. Đấy, còn các bác không có bộ sạc ấy, thì cắm vào những cái cục sạc như này. Đây nó có ba sạc nhanh nhưng mà các bác biết là sạc nhanh hay không ấy thì cắm vào đây. Đó, đây là nha. Đó, vẫn là 5. Đó, tí lên sạc nhanh liền. Đó. Tắt đèn cho các bác xem. Ừ, đây, này dễ nhìn hơn này. Đó. Với lớp vi lông này, này. Với lớp vi lông bảo vệ này. Lạp lớp này ra có vẻ là bóng rồi, phải để lớp này bảo vệ cho nó đỡ chảy. Này, mình kiểm tra nhìn nó dễ nhìn, cũng nhìn được mà. Đó. Đó, con này, bây giờ sẽ cắt cái tầm C. C này. Cổng C này, cổng USB C. Đây. C thì mình cắm xuôi ngược đều được hết, không lên mình sẽ cắm cái cổng này. Thường các bác biết xài điện là thoại iPhone á thì thường các bác cắm nó, các bác không thể biết được là nó đang sạc nhanh hay sạc chậm, thì như có cục sạc này của em á thì nó sẽ báo này, nhưng mà các bác cắm vào những cái cục sạc bình thường trên trường như này nó sẽ không báo là iPhone các bác sạc nhanh hay sạc chậm, mà các bác chỉ có cắm thấy nó lên nhanh thì biết là thôi. Mình có cái này mình sẽ test được này, nó khi mà cắm này rồi thì bắt đầu nó lên này. Đó, nó vẫn lên là 5V 0.02A. Sẽ cắm một cái iPhone này. Rồi, đang sạc. Đang sạc đây thì nó đang báo là 5.1. Đó, nó chưa lên quick charge, tí nó sẽ lên quick charge này. Đó, nó lên. Lên sạc nhanh này này. Đó. Nó lên sạc nhanh rồi. Đó, lên sạc nhanh là 8,9V. Dòng là 1.8A. Lên đủ thông số luôn. Này sẽ nghiên cứu thời gian để chia sẻ các bác thêm. Nhiều nút quá. Này dễ nhìn nhất này, số này dễ nhìn nhất. Đó, dòng đang sạc là 14 15W đó, 14,9W. Bấm giữ yên là reset này. Đó, nó về 00 này. Đấy, từ nãy giờ mình sẽ kiểm tra được cái dung lượng của cái điện thoại iPhone này của mình là bao nhiêu dung lượng. Đó. Này, các chức năng cổng C này. Thêm cái chức năng cái cổng cổng này của nó đi, micro này. Micro này em sẽ rút này ra. Lên là 5.9 này. C này, C out rồi C này, C in. Mình sẽ cắm thử cái chân iPhone này vào xem nào, nó có nhận không. Không cho. Không cho vào đây. Không cho vào cái cổng này. Cắm cái cổng này. Đây như cặp cục sạc thì nó báo này. Đây, mình kiểm tra cái dây sạc này ra lỗ USB này thì nó không có C, chỉ có C ra C thôi, C ra C, còn cổng USB với cổng này thì nó sẽ ra cái cổng USB này. Đó, dòng sạc của cái cục sạc này thì nó chỉ có là 0.65A thôi. Đó, sạc cực kỳ lâu 3W à. Đây, cái cổng C qua C C to C C to C là cái này, mình cắm cổng C này vào này. Đây, cái dây C to C này, hai cổng C này, cắm vào đây. Này, cắm này rồi. Đó, C to C cái lên sáng nhanh luôn các bác này, thấy không? C to C lên sạc là dòng 1,8A, 9W luôn này, 9,1W luôn này, đấy, thấy không? C2C.
Đó, em sẽ cùng sạc cái gimbal này. Đây, gimbal có cổng si đi. Đang sạc này. Đang nhận diện trong sạc. Chịu cái dây sạc kiểu này, chịu dây sạc kiểu này, sẽ cắm đây. Đấy, như cắm bằng cái cục này thì ok này, cắm cục này thì nó lên dòng sạc cao hơn này, đó, nó lên dòng sạc cao hơn này. Thay vì mình cắm cổng si bình thường, đây, cắm cổng si đây, cổng si như thế này mà có đây có sạc nhanh này, đây có sạc nhanh thì nó chỉ có lên được có đây. Đây, 5V 2A này. Đó, đây, để sạc nhanh này. Đó, và đây mình test cái trên này thì nó cũng lên. Đó, cũng là cổng sạc nhanh luôn. Nó cũng xì ra xì được sạc nhanh luôn. 2V. Đó, sẽ biết được cái dung lượng này khi mình sẽ để cạn cục pin này. Mình sẽ đo được cái cục pin của mình là được bao nhiêu ampere. Đó, thì video này chỉ muốn chia sẻ cho các bác biết cái thiết bị này mới mua về để test đồ trong sử dụng như điện thoại thì các đồ cục sạc như này, mình sẽ đo dòng các cục sạc như này để biết được là cục sạc nó là dòng sạc nhanh hay là sạc chậm thôi. Đấy, thì trên các cục sạc người ta cũng có ghi thông số hết rồi này. Đấy, nhưng mà đôi khi cái thông số của cục sạc thì nó còn liên quan đến vấn đề là dây cục sạc nữa cơ. Thế này đó, cũng như là trên điện thoại iPhone thì các bác có thể biết này, cùng là cái dây zin á thì nó sẽ sạc ra được cái dòng sạc nhanh, nhưng mà nếu mà dây lô á thì nó chỉ là ra dòng sạc chậm thôi. Mà các bác cắm vào bình thường, những cái cổng sạc bình thường thì các bác không thể nhận ra được là nó đang sạc nhanh hay sạc chậm. Đó, thì các bác có thể mua thêm cái phụ kiện này về để đo được, nó biết được nó là nó sạc nhanh hay sạc chậm. Và thứ hai là biết được cái dung lượng của cục pin này được bao nhiêu phần trăm. Đấy, video sau em sẽ cho cái cục iPhone nó cạn pin để đo xem cái iPhone sau 1 năm sử dụng thì dung lượng của pin nó còn bao nhiêu phần trăm. Nè, đó thấy này. Đó, đang lên dòng 9V 1.3A, tức là 16W. Đó, này là nó muốn đầy nên là nó sạc sẽ giảm đi. Còn lúc mà pin nó muốn cạn á thì là nó sạc nhanh hơn. Đó. Rồi. Đây, video em chia sẻ ngắn gọn vậy thôi. Đó, đường link của cái sản phẩm này em có để dưới phần video. Có ai nào có thể vào đó tham khảo. Đó, thì video này muốn quay thực tế cho các bác biết là đó, bán hàng như thế này về để tra kiểm tra các thiết bị. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các video tiếp theo.